Dạ anh em mình mở cái mọi người coi em ngồi. Từ từ. Chào bạn. Chào bạn. Chào bạn lại kênh của Hành TV nha. Ngày hôm nay em có 4 đứa à. Mấy đứa kia thì bị mẹ ranh rồi bị ganh chứ quên. Rồi đi học thêm nữa. Nên không đi qua với anh em mình được. Thì ngày nay có 4 thằng à cho nên anh em mình quyết định đi sinh tồn nha. Giờ đây là đồng nước ruộng thì anh em mình sẽ đi đến kiếm chỗ mà ruộng đang xạ không rồi. Cũng mới xạ chứ. Thì bây giờ đi thôi. Let's go. Dạ anh em mình bắt đầu đi nha mọi người. Let's go thôi. Chỗ đâu mọi người? Nè. Vậy đắp cái kinh này là gì? Đắp này. Nè. Vậy. Đắp lại. Đắp lại ừ. Nghĩ muốn đâu lên trả lên lùa xuống. Từ từ với hai lùa lên hay lùa xuống. Có người đến. Anh em ngang rất là tát kinh liệt nha mọi người. Mệt quá. Vậy vậy. Xem. Nhìn cá rồi. Kìa cá lên tim kìa. À là không cần cái đô em ngồi. Kiếm gì đựng ơi. Kiếm gì đựng đi. Có rừng một xíu hả? Rồi chí lắm. Bắt lại lá là mình lựa. Ừ. Lựa mình thả lại cho chú ruộng. Rồi cái lóc không nữa rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Quá trời lớn, có lúng rồi. Ta bự quá. Ngồi nha. Nè nè nè. Lựa kiếm cái bọc cái hàm. Kiếm gì đựng ơi. Ủa lúng tay nè. Rồi, đây là con cua kìa. Đã quá. Chi kiếm cái gì lận chi? Chi bỏ vô vậy? Kìa. Ừ, coi tiếng nó bắn nè. Cái rô nữa. Rồi, cái rô. Cái bọc rồi. Trời ơi, tao đi heo quá làm ăn chứ tao cầm quay chắc chết á. Ê, 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 tu, tu, tu. Đây nè. Thả xuống đi. Thôi, cũng được. Trời ơi, mạnh ghê luôn trời. Ừ. Nãy không cá chơi nữa mà tao làm cho cái nó thả rồi. Cá cá cá. Cá không? Tao mò được con cá gì á. Cá đâu, cá đâu? Trời mẹ ơi. Trời ơi, đâu rồi. Cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy cái, cầm lấy cái. Trời ơi, cho các bạn xem. Dữ lắm cái này rồi. Dữ lắm rồi. Ờ, nguyên cá phi phương chưa bỏ luôn. Cái này ăn được, ăn mấy ngày chưa hết. Cái gì? Lắm. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ôi, ôi cá kìa. Đó đã, đó đã. Ôi. 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 Đứa bạn coi, đứa bạn coi. Người có vị bạn ơi. Cái này đã quá. Lắm rồi, lắm rồi, lắm rồi. Lắm liền, lắm liền. Cá lóc, cá lóc. Qua đó, qua đó, qua đó. Cá lóc rồi, cá lóc. Đạp trúng rồi, đạp trúng rồi. Rồi, rồi, lụm, lụm. Lụm cá lóc bạn ơi. Đừng có giận nha. Chú con gì á. Ơi má. Trời. Kêu quần luôn mấy vậy. Ôi, cá mề nè. Ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài đồng, cái này là cá đồng nữa bạn. Bắt cũng có gì chứ không có bắt gì không có mua thả nó thì chịu tiền đâu mua mà thả nó thì chịu mua này mua đem xuống thả ừ. Mua mua 100 con đem xuống thả thả mà thả cái điểm tiêu chân tốn luôn cảm ơn chương rồi ơi trời ơi trời ơi cái gì vậy nè làm gì không dạ. Đi xuống đây nè gì chứ qua nó chưa mạnh ra nó chưa chui tí đâu 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 ôi cá đó bạn ơi đi đi tiếp mà đi qua cái này cũng bự lắm mà bự cỡ con nào không ta bự con cái này nó chưa chết chết một cái hình phần 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 đây coi cho các bạn coi nha quá già ngút này không rồi rồi cá này bạn ơi giờ anh em mình sẽ đi lại bên kia nha các bạn bắt các bạn này đâu cá của mình nha bạn. Thấy đây, tao dép thôi. Con có đường này. Kia kìa qua. Còn có sạch không chi? Hả? Sạch tơ. Mình rất là sạch nha. Mình không có miếng dơ nữa trơn á. Biết có dơ không mà mình mẩy gì nè. Anh mẩy gì nè. Sao mình tổng cá luôn bây ơi. Này nữa nè.
Ông nội này còn hơn nữa nè. Bắt cá mà anh này nó nguy hiểm nữa thấy không? Tới đúng rồi. Chút đi ra chạy nắng sao? Chút tao cũng chứ hơi đẹp cái mít gì nữa nè. Không, mấy cái mít lại đắng hao luôn. Rồi ban xe trí rồi. Chứ mít rụng như các bạn đây hả? Xe trí xịn không luôn. Này chứ mít rụng nha. Mà nó còn dính mũ nha. Ý. Nó chứ mít rụng còn dính mũ nữa này. Ơi ơi ơi. À, tao thiếu mít gì rồi. Ê, mày không đi đường đó được nha. Sợ. Cái này là cái chốt không á. Đi dưới đây hả? Đường đây thì được chứ đi xuống đây là cái chốt không đó. Dạ, cái chốt rồi nó ok. Ừ. Nên mình sẽ đi ra ngoài kia nha các bạn. Dưới đây là tỷ lệ mà tụi mày có hiên được một chút thịt tiên đỏ uống. Đây cái chốt không hả? Ừ. Nãy thì mình quọn cái nước chảo này rồi hả bạn? Đã lắm các bạn ơi. Đây nè. Trời ơi. Cá he tính sình nè mọi người. Ôi. Ôi ôi. Mệt quá. Cho mẹ ơi. Ôi trời ơi. Đánh có cá này đánh. Đâu 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 đâu. Nè. Ui hang cá lóc cứng luôn. Đã rồi đã. Đã. À đúng rồi. Coi à. Bỏ lại lên bờ đi. Rồi, thấy rồi. Nè nè. Lại lại cái hang này nè. Cái chừng móc đang ngắn nha. Mời đi. Bãi này. Trời dễ quay mò này dễ, cá nhiều lắm. Cá đóng không mày ơi. Bên kia cá đầu sổ mà. Lấy non không à. Cá đầu non mà bỏ đi. Ôi mua rồi, cá đầu non mà bỏ đi. Vậy? Non không à? Cái non không mọi người ơi, nên anh em bỏ mọi người. Bỏ mọi người ơi. Non không à? Thôi, anh em lên. Ok mọi người, thì bây giờ cái non không mọi người, anh em mình sẽ đi lên. Và coi cá mà nãy giờ anh em bắt được nhiêu rồi, anh em sẽ cho mọi người coi nha. Và anh em mình mở cá mọi người coi em rồi. Từ từ từ. Nè, ôi nãy giờ vô đây à. Mọi người. Còn cua ngàn cầm ném bắt kìa em định. Còn cá lóc cứng nè. Cua nè mọi người. Ồ cá lóc nữa nè. Ai biết? Đây nè. Mọi người. Nè con thấy chiếc nè. Mọi người, nãy giờ anh em bắt được như đây nè mọi người. Được hàng cá huy mạnh thôi trưởng luôn. Này là bạn tọa anh em bắt nè mọi người. Cá huy nãy nó chuồng tao nè, giờ bắt tử luôn rồi. Này là cá huy anh em tự bắt mọi người, không có mua luôn á. Bây giờ trời mưa rồi, anh em mình vô. Các bạn ơi. Còn đây là con cá heo. Giờ anh em mình vô ha. Vô. Ok. Lại luôn. Đi coi. Trời nướng cá. Giờ anh em mình sẽ đút lửa cho mọi người nướng cá ăn nha. Đói lắm rồi. Giờ ông ngoài trời mưa dí nãy giờ quá trời luôn. Rồi quẹt lỡ nữa. Dữ lắm rồi. Quẹt không muốn lỡ nữa nha. Mình xin bút phốt nè. Ui da nóng rồi ơi. Dạ. Nóng. Ủa tao nhớ này có cá bên đây mà. Hay luôn hay rồi. Đây rồi, chính là nó. Ủa, quẹt đâu? Quẹt đâu? À đây đây đây, quần nó bỏ đi. Cá gì? Cá gì lắm hả mọi người ơi, ui ôi nóng quá. Nhưng mà cá nào bên đây? Cá nào bên đây nè. Kìa kìa, giải cái kìa. Chịu vô. Chịu vô. Gom gom lá tiếp đi, nó cháy gần hết rồi. Bây giờ cái chín nha mọi người, anh em sẽ lấy ra và ăn. Rồi anh em mình về nữa. Mưa tới rồi mọi người. Mưa tới rồi. Mà cá chưa chín kìa. Chín rồi, cá chín rồi ba ơi, cục luôn nè. Thịt bể chưa rồi. Ừ. Lấy ra đi. Lấy cá nè. Thôi lấy cá nè, anh Huy ơi. Đói bụng rồi. Chín nó ra đi. Bắt cá luôn, chín đi. Này gì? Ừ, cái gì có cái sống. Này gì? Ây da, à. Này gì? Nhưng mà lỡ 2 năm trước.
định đang quay kìa chứ. Ủa kể đi. Mong bạn Hồng Phi có coi video này nha. Ừ. Ê cấm cử lại nè. Cà lóc, cà lóc của tao. Tao nay tao bắt nè. Chơi ăn cái lóc cận. Đây là sống ở quê nha mọi người. Tao mới rửa mình xong. Cà phê này chưa chứ. Xong mọi người giờ ăn đi. Bye bye nha. Ôi có chân. Có chân á. Tại như tao không có nè. Mà tí. Con chị Vi có coi video nè. Mình nói hoài luôn đi. Rồi mời bạn đi. Mời bạn nha. Có nóng nóng. Mời có đem muối. Buồn ghê. Cảm giác sao? Ngon. Đặng. Dở. Dở đừng ăn. Để chịu cho chị Vi ăn. Nó biết khẹ rồi, nó biết khẹ luôn rồi. Nó biết giờ nó khẹ luôn rồi chị ơi. Chết rồi. Anh em mà làm vậy hả? Nó quên được hai, nó quên được đâu rối đâu đâu. Dạ. Nó quên cái chị. Ê, mở bạn không ăn nghe, ngon biết. Nó quên chứ. Nó quên thì đừng có nói cái vụ mà tắm mộng, tắm mộng nha. Mời chiến phi ăn nha. Mời bạn nha. Đầu gói rô nè anh em. Cho con đi mọi người. Con vậy. Thường định con cái rô đi anh em. Cắt phi mà anh em mình ăn. Lột luôn. Cắt phi anh em mình ăn. Cho anh con này anh địch. Nè. Cắn cái này nè. Ừ. Wow. Bốc khói luôn kìa ông nội. Wow. Con... cho anh địch cái này đi. Mời bạn nha. Nó đi ngắt luôn nè. Mời Hảo Vi nha. Mời Hảo Vi Quyền Anh nha. Mời lại nữa nè. Thiếu tao rồi, thiếu tao rồi. Mời Ngọc nữa nha. Mời Ngọc nữa nha. Ủa. Đã rồi. Cái đâu mà. Ôi không ăn muối hình như nó ngọt hơn á. Tại vì biết luôn á mày. Ừ. Tại vì biết gì. Đi sao biết ăn. Ai nghe. Tôi lộn được con cá này trời. Lộn được con cá luôn chị. Mời bạn lần nữa nha. Thịt hơi bị ngọt luôn á. Ừ. Ê ngọt thiệt bé ơi. Như mình là không ăn muối nó ngọt hơn nữa. Ừ. Đắng kìa. Nào bỏ trứng ngủ mày. Mày đây nha. Tao biết trước ăn trứng đi. Này có sức lấy nhân bộ vậy. Cái gì? Lấy nhân bộ ơi, ngoài kia mới chạy được. À còn trái mít nữa. Trái mít. Giờ anh em ơi, thử thách sinh tử nè anh em. Thử thách sinh tử. Cái gì vậy? Ồ. Sao không ngăn rồi ông nội? Không ngăn. Bây giờ cút đường chín á. Sashimi. Có mấy coi nè. Chín hả? Được chín hả? Nhồi nước lại đi. Lửa thằng nữa. Thôi bạn ơi. Thì video cũng đã khá là dài với bạn. Thì mình xin kết thúc video đây. Nếu bạn thấy hay hãy vui một like, một share, một đăng ký kênh còn gì. Hẹn gặp lại bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye chị Nguyễn Phi.